cái lăng này là hôm vừa rồi là mình đặt ở đây thì có một bác ấy về làm nghề tham quan. Đấy, bác ấy bảo đi qua nhà mình, bác ngồi trên xe bác bảo ôi nhìn thấy cái lăng nó đẹp quá, đúng với ý tưởng của bác ấy. Thế là bác ấy cũng chốt luôn. Khi mà làm những cái sản phẩm lăng mộ đá ấy, đặc biệt là những cái sản phẩm lăng mộ đá chất lượng cao, thì cái vấn đề tỷ lệ của sản phẩm là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Đây ví dụ như là một cái lăng thờ này mình đang đặt ở nhà thì cái phần cung thờ nó rất là cao và nó thoáng. Và ngay khi mà thiết kế những cái các cái sản phẩm lăng mộ đá ấy, thì những cái chi tiết chẳng hạn như là có nhiều cái mình cũng ít chia sẻ ở trên video, nhưng mà có một số cái như này, ví dụ như là cái lăng thờ mà quý vị và các bạn đang nhìn thấy ở đây chẳng hạn, thì cái phần cung thờ này nhá, cái phần cung thờ này thì đâu đó bình thường như là một cái lăng với cái chiều ngang là khoảng tầm 3m4, 3m5 như thế này ấy, thì đâu đó là người ta chỉ làm cái chiều cao của cái cung thờ này nó chỉ khoảng 1m07 thôi, hoặc là 1m15. Nhưng mà thật ra thì họ làm như vậy nó quen rồi ấy, thì họ cứ làm như vậy. Nhưng mà để cho tỷ lệ nó đẹp ấy, thì nhiều khi là cái việc mà chế tác những cái sản phẩm như thế này thì bên mình lên thiết kế nó rất là kỹ. Ví dụ như này, nhiều bác nhìn vào cái sản phẩm này bảo nó rất là đẹp, tức là cái tỷ lệ của nó chuẩn ngay từ ban đầu. Thì như cái phần cung thờ của cái lăng này nó đang cao là 1m27, thì khi mà mình làm nó cao 1m27 thì đương nhiên là gì ạ, những cái chi tiết, những cái cột này của nó này nó phải to hơn, cái viên đá nó phải cao hơn, tức là đại loại đâu đó là nó phải tốn đá hơn, tức là mình làm nó phải kỹ hơn thì cái sản phẩm nó mới đẹp được. Và quay trở lại cái câu chuyện mà mình vừa đứng ở trong cái lăng thờ một mái kia đấy, tức là cái tỷ lệ ngay từ ban đầu nó đã chuẩn rồi thì nhìn cái sản phẩm nó đẹp lắm. Và thời gian gần đây ấy, thì những cái sản phẩm lăng mộ đá xanh rêu ấy, thì bên mình đang được các bác yêu cầu làm rất là nhiều. Hôm vừa rồi thì có một anh xuống dưới nhà mình, anh đặt hai ngôi mộ, anh làm cho bố mẹ của anh ấy. Thì hôm vừa rồi ở trong xưởng là anh em nó mới chế tác xong và nó mới mang ra khu trưng bày để làm, thì để lắp lên thì anh ấy đặt trước là một ngôi cho bố của anh ấy, đây chế tác xong rồi. Còn một ngôi nữa là anh đặt trước, tức là làm để sau này cho mẹ của anh ấy khi về già thì đảm bảo rằng là hai ngôi mộ nó sẽ giống nhau. Và hôm tới này cái việc mà lắp đặt ấy thì nó cũng thuận lợi hơn. Và lại đối với lại những cái sản phẩm lăng mộ đá mà khi bên mình chế tác ấy, thì cái vấn đề tỷ lệ và cái vấn đề thiết kế chuẩn ngay từ ban đầu là luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nên là nhìn vào những cái sản phẩm nó bề thế và nó chuẩn ngay từ ban đầu ấy, tức là khi mọi người nhìn vào là nhìn thấy cái tỷ lệ nó chuẩn thì trông nó hợp mắt. Và đối với lại những cái sản phẩm lăng mộ đá thì khi mà mình thiết kế lên ấy, thì luôn luôn với cái tiêu chí là nó phải có những cái điểm khác biệt, nó sáng tạo. Và mình dùng một cái từ tức là nó có giá trị về lâu dài. Cái giá trị về lâu dài ở đây nó thể hiện ở nhiều mặt lắm. Thứ nhất là cái chất lượng của nguyên liệu. Đầu tiên là chất lượng của nguyên liệu, nó là những cái chất lượng nguyên liệu nó tốt. Thứ hai là cái tỷ lệ của sản phẩm thiết kế nó đẹp. Và cái thứ ba nữa là gia công chế tác cẩn thận thì chắc chắn là sẽ tạo nên được những cái sản phẩm chất lượng cao. Đấy, cái lăng này là hôm vừa rồi là mình đặt ở đây thì có một bác ấy về làm nghề tham quan. Thì bác ấy cũng chốt rồi và tới đây thì sẽ chuyển đi lắp cho nhà bác ở trong Nghệ An. Đấy, bác ấy bảo đi qua nhà mình, bác ngồi trên xe bác bảo ôi nhìn thấy cái lăng nó đẹp quá, đúng với ý tưởng của bác ấy. Thế là bác ấy cũng chốt luôn. Thế nên là cái vấn đề là nhiều khi là cái tỷ lệ của sản phẩm rất là quan trọng. Tức là đối với lại những cái bác mà các bác ấy tinh tế thì các bác nhìn cái là các bác nhận thấy ngay, tức là nhìn sản phẩm nó cân, nó thuận mắt. Và khi mà các bác ấy xuống các bác ấy xem ấy thì thấy rằng là cái chất lượng của sản phẩm nó kỹ về mọi mặt. Đấy là một trong những cái điều rất là quan trọng. Ngày hôm qua các em nó vừa lắp lên một cái bộ cột cổng với lại một cái bình phong để chuẩn bị bàn giao cho một cái anh khách hàng ở Quảng Ninh. Thì anh ấy muốn là trước khi lắp đặt ấy thì phía bên Quân lắp dựng lên để cho anh ấy có thể nhìn trước được. Đây thì ngày hôm qua là các em nó mới lắp dựng lên cái bộ cổng tứ trụ này. Cái khu đất của nhà anh ấy là rộng hình như là hơn 8 mét thì là sẽ lắp cho nhà anh ấy một cái mẫu lăng thờ như cái lăng thờ này. Đấy, sẽ lắp cho anh ấy một cái lăng thờ như cái lăng thờ này. Tất cả những cái sản phẩm mà khi bên mình làm ra thì luôn luôn có một cái tiêu chí là nó phải sáng tạo, nó phải đổi mới để làm sao không ngừng nâng cao chất lượng của sản phẩm. Và nếu như các bác muốn tư vấn về việc xây dựng những công trình lăng mộ đá thì các bác cứ gọi điện cho em theo số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.